Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 5.000 bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần đang được quản lý và điều trị. Thừa Thiên Huế đang có mạng lưới chuyên khoa tâm thần từ tỉnh đến cơ sở. Tuy nhiên, để kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị đối với các bệnh nhân nhẹ thì cần các mô hình khám điều trị ngoài bệnh viện. Hiện nay, Bệnh viện Tâm thần Huế thường xuyên tổ chức các đợt thăm khám, tư vấn bệnh nhân tâm thần trong cộng đồng. Đây là cách làm mới, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng các dịch vụ y tế đối với bệnh nhân và người nhà. Ông Lê Văn Thiên, phường Hương Hồ có con trai là Lê Văn Luyết, năm nay 28 tuổi. Luyết phát bệnh khi 17 tuổi và nằm trong diện đối tượng điều trị chăm sóc ngoại trú. Hàng tháng, ông Thiên nhận thuốc điều trị tại trạm xá và phải đưa con về Bệnh viện Tâm thần Huế khi con có bất thường. Đây là buổi thăm khám về bệnh lý chuyên khoa sức khỏe tâm thần, đánh giá nhu cầu hỗ trợ xã hội và chế độ chính sách để có thể tư vấn hỗ trợ cho bệnh nhân và gia đình của nhóm nhân viên y tế chuyên sâu Bệnh viện Tâm thần Huế tại cộng đồng. Họ là bác sĩ có chuyên môn về công tác xã hội, bác sĩ điều dưỡng, nhân viên tâm lý và kỹ thuật viên xét nghiệm. Bác bệnh là 57 tuổi, thì luôn luôn thì cứ bước đầu thì cũng biết, sau là đưa tới bệnh viện có tốt hơn. Đấy thì cũng nói chung cũng đem về bệnh viện, sau này có tập đoàn thì cũng gọi trực tiếp đưa hỏi thăm bác sĩ thì có tiền hơn. Để mà điều trị ngoài thuốc tốt á, thì cho bệnh nhân uống thuốc, nhắc nhở cho bệnh nhân uống thuốc đầy đủ ngay theo cái phác đồ, cái đơn điều trị ngoại trú của bệnh viện hướng dẫn đã đề ra. Nhân họ cần á là một cái tâm lý ổn định và họ cần có một cái công việc và tạo điều kiện cho họ để họ lao động và tái hòa nhập cộng đồng, gia đình là then chốt, là quan trọng. Hiện nay, mạng lưới chuyên khoa tâm thần từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh đang quản lý 4.959 bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần, trong đó tâm thần phân liệt 3.048 bệnh nhân, động kinh 1.764 bệnh nhân, trầm cảm 147 bệnh nhân. Các bệnh nhân tâm thần đang được quản lý có thể nhận thuốc uống theo 3 hình thức: nhận thuốc uống tại trạm y tế, ở các trung tâm y tế hoặc ở Bệnh viện Tâm thần Huế. Trong đó, đa số bệnh nhân nhận tại trạm y tế xã phường thị trấn ngay tại địa phương nên rất thuận tiện cho người bệnh. Ở các xã phường, người nhà bệnh nhân được cán bộ y tế chuyên trách về tâm thần cấp phát thuốc định kỳ hàng tháng, hướng dẫn người bệnh, người thân điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng tại nhà. Từ đó, người bệnh có thể tự chăm sóc và thực hiện các sinh hoạt cá nhân khác, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chỉ những bệnh nhân nặng cấp tính, tại cơn sẽ được tuyến cơ sở giới thiệu chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm thần Huế để điều trị. Mô hình nhóm nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng được Bệnh viện Tâm thần Huế lần đầu tiên tổ chức là một hình thức tiếp cận cộng đồng hiện đại. Trong đó, bệnh nhân được thăm khám về bệnh lý chuyên khoa sức khỏe tâm thần, đánh giá nhu cầu hỗ trợ xã hội và chế độ chính sách để có thể tư vấn hỗ trợ cho bệnh nhân và gia đình của nhóm nhân viên y tế chuyên sâu Bệnh viện Tâm thần Huế tại cộng đồng, thường có chuyên môn về công tác xã hội, bác sĩ điều dưỡng, nhân viên tâm lý và khi cần còn có kỹ thuật viên xét nghiệm. Nhà nước cung cấp cho nó số tiền theo chế độ để nó tiền tặng ăn uống, con thuốc men thì cũng đây rất là đầy đủ đó, họ tạm ổn để mà uống hàng ngày như vậy đó. Cực là cũng có người đi nhận đi đâu, tôi cũng nhờ đó, tạo chắc người đi người thế để nhận thẻ thôi, cho người cũng có người đi nhận nó khổ. Hy vọng rằng là cái mô hình này là sẽ được là phát triển bền vững, thì cũng qua đây chúng tôi hy vọng rằng là sẽ được các cái cấp chính quyền và cái ngành y tế hỗ trợ nhiều hơn, cũng như là cái xã hội hóa có sự tham gia của cái cộng đồng để mà ủng hộ cho cái mô hình này, để cho mô hình nó bền vững và tiếp cận được nhiều cái bệnh nhân hơn nữa mà trước đây là họ từ chối đi khám, mà nhất là vấn đề sức khỏe tâm thần. Bệnh nhân, người khuyết tật và gia đình có khó khăn khi đến bệnh viện hiện nay rất cần được sự hỗ trợ thăm khám, cấp phát thuốc tại nhà do không muốn vào bệnh viện, thiếu người thân hỗ trợ cũng như hướng dẫn chuyển tuyến bảo hiểm y tế, hướng dẫn thủ tục làm chế độ bảo trợ, chính sách xã hội. Cả hoạt động thăm khám ngoài viện cho bệnh nhân có vấn đề sức khỏe tâm thần được triển khai rộng rãi, bền vững sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả chăm sóc sức khỏe bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.